Từ gỗ Sưởng Hồng xin được kính chào tất cả các anh chị. Xin giới thiệu với anh chị tác phẩm Nhất Mã được chế tác bằng gỗ trắc đỏ đen. Và cái này, tác phẩm này nó thiên về màu đỏ nhiều hơn. Như chị đã nhìn thấy trên hình đây, một tác phẩm chú Nhất Mã với chiều cao là 60, ngang 30 và chiều sâu cho tác phẩm là 22 anh chị nhé. Từ chế tác bằng gỗ trắc đỏ đen đẹp tuyệt vời với những đường vân. Đó, những đường vân tuyệt đẹp và dáng đứng hí dưới một gốc cây tùng. Vâng, đây là anh chị hình dung ra nguyên một cái thân gỗ trắc này đã đi lên, thì một thân gỗ trắc nó đi lên hơi vươn về phía trước thì mình mới tạch ra được một chú Nhất Mã đẹp tuyệt vời này. Đấy, tác phẩm là nhất là ngựa thường phải ghép với chân, và tác phẩm này cũng không ngoại trừ đấy là có cái ghép vào chân là chân trước anh chị nhá. Đấy, còn ông ngoài toàn mọi thứ là liền lạc hết. Đây, chế tác bằng chất gỗ trắc rất giá trị và sang trọng. Không phải đương nhiên cái bản gỗ trắc nó lại mang cái giá trị từ phôi, thì chất liệu gỗ trắc nó rất bền bỉ rất tốt, và cái màu sắc cũng như đường vân rất tuyệt vời luôn. Cái gỗ trắc thì có thể để chơi được để rất chi là lâu năm mà không sợ hư hao. Đấy, chất liệu gỗ trắc thì chơi càng là lâu năm thì nó sẽ màu nó chuyển đi, và chơi lâu năm thì cái màu nó sẽ thành đen đen. Đấy, cái chất liệu đỏ này sẽ chuyển sang màu đen để do lớp ngoài thôi, chứ mà bên trong mà ráp ra thì bên trong thì vẫn là sẽ là màu đỏ. Còn đây chỉ là tác phẩm Nhất Mã này, chế tác gỗ trắc đỏ đen này trên thị trường có làm rất nhiều tác phẩm Nhất Mã, nhưng mà anh chị đấy, một tác phẩm hàng đục kỹ thì cái mặt trông rất khôi ngô tuấn tú, và cái dáng người nó thanh thoát, nó lại cân đối hài hòa, không bị chỗ nào to nhỏ phình, và cái dáng này đứng nó cũng phải đẹp. Quan trọng nhất là cái mặt nó khôi ngô tuấn tú, nó phải cái mặt nó phải thần thái, nó sẽ đi cùng với tất cả những phần khác trên cơ thể hài hòa, thì ta ra một tác phẩm hàng kỹ, và anh chị có thể so sánh tác phẩm Nhất Mã bên em. Vâng, và tác phẩm Nhất Mã chế tác gỗ trắc đỏ đen này tuyệt vời này, có cao là 60, ngang 30 và chiều sâu tác phẩm là 22, có gì có giá là 6 triệu rưỡi anh chị nhá, chỉ có giá là 6 triệu rưỡi, giá rất mềm mại, em để mong muốn được giao lưu với anh chị đấy, chỉ có là 6 triệu rưỡi thôi. Đây là cái màu sắc này, này anh chị có hình dung ra giống cái này trông khôi ngô tuấn tú như con xích thố của quan vân trường không? Vâng. Như là tuấn mã xích thố của quan vân trường vậy, cái màu sắc con xích thố cũng kiểu giá dạng dạng như này, nó không được đỏ như này lắm nhưng cũng là kiểu đỏ thâm. Như chị đã biết, ngựa là một con vật rất thông minh khôn ngoan, sống gần người và rất trung thành. Hình ảnh đi con ngựa đã đi liền với trong cuộc sống, nhất là trong những ngày trước là trong những chiến trường trận mạc, và mang con ngựa là hình ảnh có chiến thắng. Không có một vị tướng quân thành công nào mà lại không có cho mình riêng một chú ngựa tốt như quan vân trường, hay là có chú xích thố. Ngựa cũng là loại vật chạy rất nhanh, bền bỉ, sức thường thường được dùng để báo tin chiến thắng, và cái hình ảnh ngựa đấy là cái dùng cho cái hình ảnh là chiến thắng. Do đó nên ngựa mang ý nghĩa rất tốt trong phong thủy. Vâng, rất tốt, không phải phong thủy luôn. Và anh chị nào muốn hữu duyên, muốn sở hữu chú Nhất Mã thì chế tác gỗ trắc đỏ đen hàng tuyệt đẹp này, hàng kỹ này, cái chiều cao là 60, ngang 33 và sâu tác phẩm là 22, với giá thì 6 triệu rưỡi, hay liên hệ với tường gỗ Sưởng Nguyễn Hồng anh chị nhé. Vâng, 6 triệu rưỡi thôi, hay liên hệ với tường gỗ Sưởng Nguyễn Hồng, số điện thoại 0987336318. Và anh chị chưa đăng ký, chưa nhấn subscribe thì hãy nhấn đăng ký subscribe để xem những cái video tường gỗ Nguyễn Hồng làm ra hàng ngày, và để ủng hộ Nguyễn Hồng và sở hữu cho mình những tác phẩm đẹp hàng đục kỹ, những tác phẩm mà để đời chơi cả ngàn năm. Vâng, xin kính chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Vâng, chân thành cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại.